Đang quay trở lại kênh Đang Quân Phong Đường Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay bên Mỹ ngày Noel nha. Mình qua nhà ba mẹ mình để ăn cái lễ này. Thì có đồ ăn quá trời luôn. Mới giới. Ok, để ba Quý cởi đồ ra, cởi áo ra. Vừa tới là quay cho các bạn xem nè. Ok. Đó, đó. Merry Christmas. Trời ơi, có tiền à. Có tiền nhiều quá hả? Đó, có đồ ăn nè các bạn. Có chim cút. Chim cút nè nha. Rồi có bò nè nha. Bánh mì. Trời ơi, em mình. Em mình nó làm snowman. Snowman này chắc snowman gơ rồi. Chơi nguyên cái đầm luôn. Ủa hốt tuyết ở dưới lên luôn hả Phát? Ở dưới đó hốt lên luôn hả? Chứ trên đây sao đủ? Trên đây thôi mà được vậy rồi hả? Các bạn thấy không? Ghế nè, nó dày lên nè. Mấy cái đèn bóng đèn treo nè, mà nó tuyết nó dính luôn. Gì? Xốp quá hả? Nó dạng nó khô quá phải không? Nó không có ướt á. Mà nhỏ nước nhỏ xuống chút em. Cái đi. Chê. Con tôi biết ai không nè. À? Cái mặt là lạnh á, nó hơi ứng ẩn chút xíu. Nấu chè hả mẹ? Đậu xanh nè. Hôm nay mẹ có đi làm không? Trời ơi, nóng quá trời nóng. Hello cả nhà, mời cả nhà ăn mừng Christmas, Merry Christmas cả nhà. 2022 hay là 2023 ta? 2022 hả? Cái đó với bạn ra nó ra tí. Không được hả? Chú Phát mày đang vất vả. Ở mấy bạn thấy không, cái cửa mà ở trong nhà nó nóng á, ở ngoài lạnh á, cái cửa kiến nè. Đi kia. Đi kia. Đó cây thông nè. Đó cây thông nè các bạn thấy không? Đó rớt của ông nội kìa. Rồi ăn đi cả nhà ăn đi. Đó. Nãy em chỉ có thế thôi, không hoa lòng nó đỏ. Nhìn qua đây. Bà Quý qua đây. Rồi thích là chút phát luôn á hả? Ừ. Mày. Merry Christmas. Thấy là món này ngon. Mùa Giáng sinh an lành, bình an, khỏe, nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Nó mặc cái áo nhìn nó bự quá ha. Giờ yếu à. Không, con ăn cái bánh mì với chấm với yogurt thôi. Ông Phát cũng mặc dừa y luôn nè. ông già Noel. Con sang tay ra, sang tay lên.
Wow. Cốt chiên bơ. Cốt chiên bơ. Năm năm nay lễ mà ngày cuối tuần mà nó lạnh quá trời lạnh. Chị đứng chứ xoay cái bàn qua cho nó chích cần bên kia. Em tưởng nó đang cái này. Em hiểu qua chủ yếu mua đó cho nó ăn mà. Thích cái đùi á. Tin giờ nó uống thuốc bổ rồi, nó khoái ăn lắm. Nó ăn đã lắm, nó ăn nhìn ngon lắm. Hỏi ăn không? Này nhìn này. Cái clip hôm bữa là lần đầu tiên đút cho nó đó, ai ngờ nó ăn vậy, nó ăn rớp khí thế luôn. Nó lần đầu tiên vậy ăn đút cháo cho nó mà đút không kịp luôn. Nấu ăn đó không? Bự quá. 6 tháng 5 tháng 6 tháng rưỡi. 6 rưỡi đợt nó bệnh á. Đợt nó bệnh gì rồi á. Lên hình trình trắng ghê nè. Nó trắng à. Nhảy lâu được không? Gì? Nhảy. Giờ nó ngồi rồi. Hồi kỳ cũng có nhưng mà ở trên trường là mấy bà cô cho nó ngồi lâu mình không có biết đó, cả tuần rồi đó mình không dám để. Cái mấy lần cứ đem vô trường á mà mình cho nó nằm, mấy bà cô cứ lại cho nó ngồi lên rồi mấy bà đi làm cái gì bà làm đó, bữa thấy vậy á, cái về cái thử cho nó ngồi, thử ngồi cứ ngắt ngồi 15-20 phút cũng không có té nữa. Nó thả trên nệm mà nó có cái nệm tụi nó... Trời, nó dỗi cái bụng đùng luôn. Ok, vậy cầm giùm anh. Không đặt được, không đặt. Qua đờ hả? Qua để đâu rồi? Mấy cái chai nước thì nguyên cách nước. Nước trà trong dưới trà thơm. Có xe he gì vậy không? Hoa lấy xuống nó được rồi em ơi. Nước trà đó. Nước trà diet á. Nước lạnh với bình nè, bình nè, nước nóng nè. Nó có được rồi, nước trà nè. Nước lạnh là bình nữa nè. Nó là nước trà cũng được mà. Được. Nước tea với con. Ngon vậy. Ăn nước con này. Để bế nó xàm ăn nha. Nước bên dưới kia là háo, bên kia hôi. Chút nữa mình ăn xong rồi mình sẽ tháo quà, mình quay tiếp cho cả nhà nha. Đó, bye bye cả nhà. Đồ này hết. Cái này đẹp lắm. Có chị Ali lên sơ. Đây đây. 1 2. Đó, chụp hình nha, chụp hình nè, quay phim nè. Đó. Ở cái mặt nó kìa, cái mặt nó kìa. Đó, photographer này có đèn LED nè. Ồ, này dữ nè, này có đèn LED nè. Mấy giờ cho mắt thôi mấy anh nhờ. Tí thôi lại đàng hoàng cái tiếng. Rồi, giờ mở quà đi nha. Đã hành 800 rồi. 800. 500. Đã mua 500 mà còn 76, 75 rồi. Rồi khui quà đi. Khui quà đi, khui quà đi. Trong kính nó là bao nhiêu? À chụp nó đã. Đi nguyên bộ luôn. Chụp ra. Nhưng mà nó có kính riêng mà đúng không? Ông già đi phát, ông già đi phát. Kíp chứ đúng không? Ông già đi phát kìa. Ê từ từ em ngồi đi chứ. Ông già chiến như. Ông già đi phát cho em đi kìa. Có quà. Tụi con ngồi chờ đợi. Tao biết quà nặng quá hay không? Ừ, không biết là Thảo, chị đó Thảo.
cái bịch màu hồng này của ai? Bịch của mẹ đó, mẹ tặng cho anh. Mẹ cho ăn đi. Không sao đâu. Em chầm ra đây. U đầu hả? Đây, quạt quà đi. Rồi, lên kêu mẹ. Chụp cho mẹ cái. Wee wee. Đây. Happy New Year. Cái gì ạ? Thanh Kiều ma chồng. Ờ cái vỏ. Okay. À, chụp một tấm nha, để Thảo chụp hình, bên đây là Thảo quay phim. Thảo đây. Để Thảo chụp hình ra. Chưa. Này là anh quay phim, còn đây là Thảo chụp hình. Đúng rồi. Cái gì ra cái đó. Nè, cho miếng đèn nè, cho nó sáng nè. Nhìn đây. Nhìn bên kia kìa, con này là chỉ quay thôi nha. Đó, chụp chụp. Rồi, Thảo. Thảo đây, ra đây. Đây, này là con Tường Lộc, là chúc ông già cửa Tường Lộc đi về luôn. Cái quay lại cũng không bằng nữa nè. Nhìn đây nè. Quà. Rồi, rồi ai. Đó, các bạn thấy không? Quà quá trời này các bạn thấy không? Thảo biết Thảo cười thì nó không biết Thảo. Thảo biết Thảo cười. Một cái gì cười. Không có gì cười. Thảo nó 1m75 em à. Em có 1m5 mấy à? Em làm sao cho nhóm nhóm lên. Này của anh ấy. Ok, thank you em. Đặt gà cho bên quý cái tấm gà. Có gì? Ờ, để tắt quay. Này của ba. Ba gà. Kêu con. Đây, ba gà. Nó có quà ba nè. Lẽ thì mỗi người đều được một món quà. Này con gái cho tặng mà. Không có Đăng Quân. Ủa Đăng Quân kìa. Cái Đăng Quân kìa, con lại kìa. Ủa, gì kỳ vậy? Ngon vậy? Để chụp hình với nó. Để đứng đi chụp hình. Mở ra luôn đi. Mở ra đi, ốp bình đi. Nó bất đề quá à. Bình coi. Thôi con Thảo tặng cho đi hả? Phải không? Không biết mở rồi. Kiểu này là không biết mở rồi. Wow! Wow! Cái gì vậy? Con thích không? Con thích không? Con nói sao? Cảm ơn Thảo chưa? Con nói chơi Thảo. Trời, cảm ơn không cảm xúc. Ủa, nó lên xe mà giờ tập xe của nó lên tới hàng cây rồi. Cây xe luôn. Trời ơi. Ui. Wow. Con Thảo con tim quá ta. Này mà thấy xe là mắt nó sáng rỡ à, không nó không cần biết là xe gì vậy, miễn có xe là được à. Wow. Bye. 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 Rồi nó không chín mấy cái luôn. Nó mấy đi. Để chứ. Bye nha. Bye nha. Bye nha. Bye nha. Mai 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 mai. Quá chú chi po phai chi cha ban ai nay tin. ông nội quên số. Rồi con đọc cho ông nội nghe đi. Rồi con đọc lớn lên. Tớ tin. Yeah. Giỏi. Trời ơi, giỏi dữ ta. Ma, ma. Rồi, giờ mình mở quà đi. Xong hết chưa? Tặng xong hết chưa? Vậy còn nữa hả? Trời, sao mẹ có hai cái thùng quà. Vũ Long Quân đây rồi. Con nhịp phim hai món lận. Thank you con nha.
kêu Thảo. Con kêu Pháp Thảo nha. À, bây giờ mình mở ra đi. Rồi sao em kìa mẹ coi cái hàng nó kìa. Đó hàng cắt rồi đó, nó vậy đó. Chụp hình kìa. Chụp hình hả? Chụp hình chưa rồi em đã cắt chưa? Không. Thì cơm giấy nha, giấy của chị luôn nè. Em đưa chị hai túi này với cái túi bự đó. Này có tuổi nè. Ừ. Chị chồng. Hôm nay qua không biết. Cô mẹ thôi. Cô không biết con kia kìa. Đó hả? Đó mở ra được mà. Cái đèn dạ đẹp dạ. Không mở được. Mở nhạc thôi nè. Bấm nút nè. Bấm nút gì? Bấm nút này đúng không? Ừ. Cho chín cho anh đâu. Ông mở quà đi mẹ, mở quà quay đã, quay cho mở quà nè. Mở quà đi chứ. Đây, mở quà đây, quà tụi tụi đây. Ồ, quay đi nè, YouTuber. Quà của tụi tụi nè, cô Thảo tặng cho tụi tụi nè. Cô Thảo tặng nè. Ồ, nón đẹp chưa? Mở vô. Vừa phải bự mới vừa. Vừa. Sao con thấy quần này đang thấy cái quần nhỏ cái nó mặc. Chăm ơi. Cô Thảo tặng cũng như là chú Phát tặng phải không? Đó nè. Ui cái bộ đồ luôn. Bộ đồ vest ha. Ừ bộ đồ vest. Có cái nơ nữa nè. Cái này mặc đi đám cưới luôn nè ba. Đó. Cái gì? Được chưa? Gì con? Thôi mấy đồ chơi nó về kìa. Mấy đồ chơi xong nó về. Bóc quà ra, bóc xe ra. Mở xe ra chơi. Tao ngồi đi. Tao ngồi bóc quà quay kìa. À. Quà gỡ Thảo ra. Quà quà kìa. Quà gì? Một cái áo. Đẹp quá. Mày chiếc mở cái này ra. Like it. Like it, like it. Bộ luôn á. Là cái này chắc cái quần. Hai đứa ngồi cái gì ai chụp cho. Anh uống ly trà. Anh kêu con. Có gì? Có gì? Không đi xe. Không đi xe. 22. Có mã ra đi con. Cái mũ đầu Thảo cho mấy cái cây hay gì vậy? Mấy xe. Ờ, mấy xe. Thảo mở qua mẹ ra đi kìa. Dạ ơi, Thảo cho mở cái này được chưa? Nhìn ra chơi. Mở ra là họ mở ra luôn. Thảo tự mở ra luôn. Tôi chơi. Chơi. Dễ thương quá đi. Cô Thảo. Vậy là em trai bự anh trai nhỏ. Cho nước hoa cho lotion anh Kiều cho cô Thảo nhiều. Còn ai nữa không ta? Còn em nữa nè, cái này là gì bự. Qua đâu đây? Đó anh nói cái này chắc hàng nóng á. Này Thảo tặng anh mà. Nó tặng anh mà cái Victoria cái này chắc hàng nóng đâu cái gì. Mở ra rồi nha. Đó. Thơm lắm chứ bộ. Thì cái này là cái này sữa tắm hay lotion? Lotion với nước hoa lotion đúng không? Lotion với nước hoa. Anh Kiều đẹp anh Kiều Thảo nhiều. Rồi cái này của mẹ tặng nè. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Con gái tặng người đâu? Đâu này mẹ tặng con có tặng. Con nghèo. Nè mẹ tặng em. Ủa ít lòng nhiều thôi nha. Còn bà thì bà không có lòng luôn nè. Đây tặng mẹ đi. Ừ, đây bộ đồ ta tặng đây nè. Dép mang vô luôn. Ghê ta. Màu hồng ha. Nón đội liền. Màu hồng ha. Nay mẹ quớt cái môi cũng hồng dữ ha. Quớt cái môi cũng khá hồng ha. Đâu.
mùa lạnh đó, ba mẹ nhét vô rồi xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Có nhiều không chị con? Không chưa chị rồi chị chơi. Ủa con không mở ra hả? Không chưa chơi đi mang trong nhà không chân đâu hết. Ok con này nữa nè. Đầm hả? Nó lạnh. Đầm ơi, vô chơi chè. Rồi, đẹp rồi. Ấm quá chứ mà. Mẹ mang gì đó? Nó là trang trực cho nước hoa phải không? Nước hoa không hả Thảo? Chưa mở sao bà biết? Đó là nước hoa kìa. Ừ, tôi đang muốn mua nước hoa. Trời ơi, xấu mùi. Sáu mùi này giống nhau hay hợp giống nhau đúng không? Cái này mà già. Wow. Ê, cái hiệu này như thơm đúng không? Giống cái chai nhỏ này nè. Ừ, hiệu đó. Hộp đẹp. Ừ, cái hộp này đẹp. Chai rượu.